Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị, Đài khí tượng thủy văn tỉnh dự báo trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 86 đến 95%, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo mực nước cho ngày mai, 4 tháng 12 trên địa bàn tỉnh. Ở khu vực phía bắc của tỉnh, mực nước ở đây xuống chậm. Theo đó, tại trạm Mộc Quá, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,05m, tại trạm Tân Hưng là 1,46m, ở trạm Chỉnh Hưng, mực nước vào ngày mai là 1,54m. Ở trạm Hưng Điền P là 1,56m và 1,44m là mực nước tại trạm Vĩnh Đại. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở khu vực này lên theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Trong ngày có 2 lần xuất hiện đỉnh triều trong khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 4 giờ và 11 giờ cho đến 13 giờ. Theo đó, tại trạm Tân An, mực nước dự báo vào ngày mai là 1,58m, ở trạm Bến Lức là 1,65m. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu sau được tăng cường trở lại. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ lấn Tây, nhiễu động gió đông hoạt động, rãnh áp thấp xích đạo có trục từ 4 đến 7 độ vĩ bắc. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, với nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.